Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Heyday Game HD. Mình là Son, mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Thì Son xin kính chúc cho tất cả các bạn có một ngày mới thật là tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thì hôm nay trong clip này thì Son sẽ đi vào giải quyết một cái vấn đề mà đa số các bạn chơi Heyday thường hay mắc phải nha. Là cái vấn đề ở kho 3 nha các bạn. Đây. Đó. Khi mà các bạn chuẩn bị lên kho nhưng mà trong cái kho của bạn còn thiếu một vài món mà các bạn không biết làm sao để kiếm, làm rất là nôn, phải không? Rất là nôn để lên cái kho như thế này. Và khi mà còn vài cái vật phẩm nữa mà mình để mình lên kho các bạn, chẳng hạn như còn 4 con ốc béo nữa mà không biết kiếm ở đâu, và nhắn tin ở Cờ Lan, nhắn tin trên Cờ Lan cũng không có ai có đổi. Bây giờ thì các bạn không biết làm cách nào để kiếm được thêm 4 con ốc này nữa. Rất là nôn, tại vì mà mỗi lúc lên kho thì tâm lý ai cũng vậy, rất là muốn lên cái kho. Thứ nhất lên là cái kho để cho kho rộng, thứ hai là cái kho nó hiện tại nó đang cháy kho, đúng không? Rất là nôn, cái cảm giác, cảm xúc nói chung của ai cũng vậy các bạn. Còn những cái nguyên liệu như này thì rất là nôn. Rồi bây giờ thì Son sẽ đi vào những cái cách để làm sao mà kiếm được 4 con ốc béo hoặc là những cái vật phẩm khác nhanh nhất để lên kho nha. Thứ nhất, cái cách thứ nhất là bạn trồng lúa nha. Chịu khó trồng lúa và cào lúa đây. Đó, khi mình cào lúa thì nó sẽ cho mình một vật phẩm. Nhưng mà mình không biết là nó ra bằng kèo đúng không? Nó cứ ra hên xui. Đó. Cái cách này, cách trồng lúa này là hiệu quả nhất nha các bạn. Cách trồng lúa này là hiệu quả nhất. Cách trồng lúa này là hiệu quả nhất nha. Tiếp tục trồng. Mình bỏ thời gian qua khoảng 1 tiếng 2 tiếng thì mình trồng. Trồng nha các bạn. Rồi. Thì cái cách này thì tại vì 2 phút mình cào nó sẽ cho mình một phẩm. Đó, thêm một cái nữa các bạn thấy không? Thêm một cái băng keo nữa. Nói chung á, tùy farm nha các bạn. Cái này mình có giải thích lại rất là nhiều lần luôn. Tùy farm. Cái farm có farm á thì nó sẽ cho những cái vật phẩm khác nhau. Chẳng hạn như cái farm của Son nè thì nó cho rất là nhiều băng keo, các bạn thấy không? Cho rất là nhiều băng keo. Và bên đây thì nó cho rất là nhiều hộp đinh, nó cho rất là nhiều hộp đinh. Còn những cái này của Son lúc trước là những cái bạn fan của Son tặng nha các bạn. Thì bạn Banda là thường xuyên bán cho Son cái quán đôi, cho nên hiện tại quán đôi Son rất là nhiều, thì toàn là những cái bạn fan của Son nhắn tin để bán cho Son mới có, chứ thật ra Son ít thời gian chơi lắm. Hồi xưa hồi còn trẻ thì chơi nhiều các bạn, chơi 24/4 luôn, còn bây giờ đi làm rồi cho nên ít thời gian chơi. Đó, mình cứ cào lúa một lần, 2 phút mình cào một lần thì nó cho mình rất là nhiều vật phẩm, không? Rồi, cái cách thứ hai nữa nè các bạn. Đây, các bạn chịu khó cho mấy con bét của mình ăn thì nó sẽ cho mình rất là nhiều, cho mình rất là nhiều vật phẩm nha. Nói chung cho full bét là mình cho hết con ăn là được 11 vật phẩm. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ cho nó ăn. Đó, nó cho một lúc 3 vật phẩm không mà không có cái mình cần. Và mình tiếp tục các bạn, mình cứ tiếp tục cho ăn thôi, và mình cứ tiếp tục kiếm một cái, hai cái. Thêm một cuộn băng keo với một cái búa nữa các bạn. Của mình ra băng keo nhiều lắm các bạn. Thêm một cuộn băng keo nữa. Rất là nhiều luôn. Và một hồi mình sẽ giải thích các bạn cái cách mà hạn chế cái cho nó cho một cái mà rất là nhiều nha. Hai cái búa gỗ. Các bạn hãy để ý nha. Hãy để ý những cái vật phẩm mà nó hay ra nha các bạn. Một hồi mình nói các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Một cái rìu. Rồi. Nó một cái rìu. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục cào lúa để kiếm những cái vật phẩm.
Rồi, đây là cái mẹo nè các bạn. Đây là cái mẹo nè. Khi mà lúa bạn full không? Khi lúa full mà bạn bán ế ở đây. Bạn bán ế lúa ở đây nha. Ví dụ bạn bị ế lúa ở đây không? Bạn chuyển qua đây. Bạn chuyển qua đây cho xong. Chuyển qua đây cho xong và bạn sản xuất cái bó cỏ nè. Đó. Thấy không? Cái bó cỏ. Cái bó cỏ này thì nó giải quyết lúa cho mình rất là nhanh. Đó, một ô là 75 đỏ. Bây giờ ha, mình còn có 36 thôi. Vậy mình ra mình tiếp tục mình cào lúa các bạn. Tiếp tục mình cào lúa. Ra một hộp đinh các bạn. Của Sơn ít ra ốc béo lắm. Rồi mình cứ tiếp tục cào lúa thôi các bạn. Mình bỏ thời gian ra khoảng 1 tiếng 2 tiếng mình cào. Thì nó ra gam đum rồi các bạn. Nó sẽ ra cho bạn những cái vật phẩm bạn cần nha. Ok. Vậy là hiện tại nãy giờ mình chưa kiếm được một con ốc béo nào đúng không các bạn? Thì mình tiếp tục mình sẽ dùng những biện pháp khác nha để mình đây, nó lại đây thu hoạch tiếp. Đây, mình trong đây mình có được một con ốc béo nha các bạn. Rồi, mình sẽ lấy lên. Nó, mình sẽ lấy được một con ốc béo các bạn. Rồi. Tiếp tục nha các bạn. Thì bây giờ mình kiểm tra xem. 104 rồi, còn 3 con nữa. Rồi, các bạn sẽ tiếp tục vào đây. Tiếp tục vào đây mở mấy cái ô này, mấy cái gương này. Quán đôi. Các bạn hãy để ý những cái vật phẩm mà của Son nãy giờ nó ra nha. Xíu Son sẽ note lại, các bạn sẽ rất là dễ hiểu. Mình được một cái mảnh ghép, 5 mảnh ghép rồi. Và đây, lại đây coi có không các bạn. Ở đây thì không có nha. Không có thì sẽ không có ấy lên. Mình tạm thời mình để đó để rồi, mình sẽ tiếp tục mình thu hoạch mấy con này các bạn. Coi nó có lên không? Nó được con ốc nào không? Đó, một hộp đinh, vậy là không có rồi. Không có các bạn, không có. Rồi, tiếp tục các bạn, mình sẽ qua một cái farm của một người bạn trong clan và mình mở một cái đinh nhọn, vậy là không có luôn. Không có. Rồi mình tiếp tục các bạn. Mình làm đủ mọi cách để làm sao để có con ốc béo để mình nâng cấp nha. Rồi ông ghét không có bán luôn. Lâu lâu ông ghét sẽ có bán cho mình nha. Rồi, bây giờ còn cách nào nữa không? Rất là nhiều cách các bạn. Rồi tiếp tục cào lúa. Tiếp tục cào lúa các bạn. Qua một quán đơn. Một băng keo. Rồi, bây giờ Son sẽ đi chuyên sâu về cái vụ mà nó ra một vật phẩm, nó ra hoài nữa các bạn. Son sẽ đi nói cái lý do mà một cái vật phẩm mà nó cứ ra vật phẩm mà hoài, cái vật phẩm mình không cần thì nó không ra, mà cái vật phẩm không cần thì nó ra suốt này đó. Để bây giờ Son sẽ nói cái lý do cho các bạn để các bạn có thể hạn chế được cái những vật phẩm nó ra liên tục nha. Rồi các bạn thấy nãy giờ Son làm nó cứ ra, các bạn thấy không, nó cứ ra băng keo nha. Rồi quay trở lại, nó cứ ra rìu, phải không? Nó ra băng keo, ra rìu, ra quán đơn. Nó tại sao nó lại cứ ra vậy, các bạn biết tại sao không? Rồi để Son nói các bạn cái lý do mà nó tại sao cứ mình làm là nó ra cái băng keo này riết. Rồi cái lý do thứ nhất là cái farm của bạn nha, thì chắc chắn cái món nó sẽ ra nhiều nhất. Như cái farm của Son là cái món băng keo này nè, nó ra rất là nhiều, nó rất là nhiều, cho nên á cái tỷ lệ ra băng keo nó rất là cao. Bây giờ á bạn muốn giảm thiểu cái tỷ lệ nó ra nhiều á, chẳng hạn như là 80% nó sẽ ra ở farm bạn. Nói chung mỗi farm nó sẽ có một cái vật phẩm nó ra 80% nha bạn. Ví dụ cái farm A thì nó sẽ ra ốc béo rất là nhiều, nhưng mà băng keo nó lại thiếu. Đó, cái farm B nó ra cái ván đơn này rất là nhiều, nhưng mà là ốc béo này lại thiếu. Đó, của farm C thì chẳng hạn như cái farm của Son thì nó ra cái băng keo rất là nhiều, nhưng mà hai cái vật phẩm kia nó lại thiếu. Đó, thì mỗi farm nó sẽ có một cái vật phẩm nó tỷ lệ ra là 80%. Chẳng hạn như cái farm của Son là nó ra cái băng keo 80%, lúc nào cũng ra hết.
Mà bây giờ bạn muốn hạn chế nó lại đúng không? Muốn hạn chế nó lại thì ở cái game này nó có một cái quy tắc các bạn. Có một cái nguyên tắc thì những cái người chơi lâu chắc chắn thì ai cũng biết cái nguyên tắc này. Có nghĩa là khi mà trong kho của mình một cái vật phẩm nâng cấp hoặc mở rộng nào bất kỳ mà nó nhiều hơn người ta nha, nó nhiều hơn tất cả những vật phẩm khác, chẳng hạn như cái băng keo của Son nè, nó nhiều hơn nè, các bạn thấy không, thì nó sẽ ưu tiên lúc nào cũng ra cái nhiều nhất đó, nó thêm tỷ lệ khoảng 10% nữa, cái tỷ lệ nó ra thêm 10% nữa, chẳng hạn như băng keo của Son á, tỷ lệ nó ra là 80% rồi đúng không, rồi bây giờ nó cộng thêm 10% nữa thì là ra 90% đó. Vậy lúc nào mình cầu lúa nó cũng ra băng keo cho mình nha, nó ưu tiên ra băng keo 90% rồi, thì những món khác nó chỉ còn có 10% thôi. Cho nên bây giờ á, bạn cứ để như Son là 191 thì cứ càng ngày thì tỷ lệ nó càng lên đến khi mà nó lên ra 99%, thì nói chung bạn làm bất cứ cái việc gì thì nó cũng ra băng keo cho bạn nha. Rồi đây Son sẽ cào thủy phạm cho mình xem, nó ra rìu với băng keo kiếp gì đó các bạn đó. Rồi để Son tiếp tục. Đây là những cái mẹo mà để giải phóng lúa nha các bạn. Giải phóng lúa cho kho các bạn. Làm cho nó đều đi. Đó. Ok. Các bạn thấy để ý không? Nó cứ ra băng keo của Son kiếp. Nó ra kiếp vậy đó. Rồi lần sau, đó, búa gỗ. Thì các bạn muốn giải phóng cho nó, các bạn muốn hạn chế nó ra băng keo á, thì các bạn hãy giải phóng bớt băng keo nha. Có nghĩa là bạn sẽ bán băng keo, hoặc bạn xách băng keo đi bạn đổi. Bạn xách băng keo đi bạn đổi với một vật phẩm khác, hoặc là bạn đem bán bạn sẽ kiếm tiền. Đó, bạn bán bạn lấy tiền thì nó sẽ hạn chế lại cái tỷ lệ đến mức là còn 80% tỷ lệ ra của nó thôi. Chẳng hạn như bây giờ mình dư tới 90 đúng không, cho là 90 đi, mình xách 90 cái băng keo này mình đi đổi với những cái mình thiếu, chẳng hạn cái nào Son thiếu, chẳng hạn như ốc béo Son thiếu nè, Son sẽ lấy 90 băng keo Son đi đổi 90 ốc béo đó, để cái tỷ lệ ốc béo nó nhiều lên. Thì chẳng hạn như cái farm Son tỷ lệ ốc béo nó có 20% thôi, ra 20% thôi, thì mình đổi mình để nhiều lên nó thêm được 10% là 30%, vậy nó sẽ được bảo hòa được cái lượng vật phẩm mình gây ra nha. Đây Son, các bạn đã hình dung được được Son nói cái tỷ lệ rơi cho. Ví dụ cái farm của bạn nó tương tự cái farm của Son, chẳng hạn như các bạn làm bất cứ cái việc gì thì nó cứ cho mình băng keo riết vậy, tại vì cái tỷ lệ cái farm của mình á, cái băng keo là nó tới 80% nữa các bạn, có nghĩa là 80% tỷ lệ nó sẽ ra cái mỗi bất cứ cái farm nào cũng vậy, nhưng mà cái tỷ lệ mỗi farm nó sẽ có cái vật phẩm khác nhau đó, nó khác nhau. Ví dụ cái farm của bạn thì nó ra ốc béo không à, mà nó không có băng keo. Rồi cái farm của bạn khác thì nó ra nó quán đơn không à, nó không có hai cái loại này đó, cho nên cái tỷ lệ nó 80% cái gì của mình nó cứ ra nhiều là tỷ lệ nó 80%. Thì Son đang ví dụ thôi nha, tám thì chắc khoảng 80%, bạn cứ làm gì nó cứ ra một phẩm đó không, mà khi mà bạn càng ngày càng nhiều á thì nó thêm 10% ra tỷ lệ ra nữa, không nó thêm 10% ra nữa, như vậy á cái tỷ lệ hai loại này và tất cả những loại khác đều đây những cái loại khác nữa những tỷ lệ loại khác nữa thì nó sẽ ra rất là hấp, cho nên cái nào nó càng nhiều thì nó sẽ càng ngày càng ra nhiều, thì tỷ lệ tại vì nó, trong kho của bạn cái món gì càng nhiều á thì nó sẽ ra, nó ưu tiên ra riết vậy các bạn đó, nó ra riết cho mình đúng không, nó ra riết hoài vậy, và cái mấy tỷ lệ mà thấp thì nó sẽ không ra, cho nên cái gì càng nhiều trong kho thì nó sẽ ra càng nhiều, và bạn hãy giảm tỷ lệ nó đi là bằng cách bạn đem đi đổi. Cái gì mà trong kho mình càng nhiều á bạn, mình đi đổi cho nó bảo hòa lại cái kho của mình nha. Bảo hòa lại cái kho thì nó ra những tỷ lệ đều nhau, để cho những cái vật phẩm này nó ngang nhau. Những cái vật phẩm này nó ngang nhau chứ không phải chênh lệch một cái là 200, một cái là có 100. Như vậy là chênh lệch rất là cao. Đó, thấy không? Rồi tiếp tục các bạn. Tiếp tục. Lần này của Son nó sẽ ra hai vật phẩm nè. Nó ra quán đơn các bạn. Ốc béo của Son ít ra lắm, tỷ lệ ra rất là thấp các bạn. Oh, lần này nó ra cho mình có một vật phẩm thôi. Rồi bây giờ để tiết kiệm thời gian cho các bạn, bây giờ mình sẽ dùng cái biện pháp cuối cùng.
mình sẽ dùng cái biện pháp cuối cùng nha các bạn. Biện pháp này nhanh gọn lẹ. Những cái biện pháp này nhanh gọn lẹ ở đây. Bây giờ cái biện pháp này là tuyệt chiêu cuối cùng của Son. Thì Son sẽ nâng kho một cách rất là cấp tốc. Nha. Mà thôi, tốn kim cương đó bạn. Cái biện pháp này thì thôi không chơi nha. Biện pháp này nhanh cấp tốc. Thì đây. Thì các bạn sẽ rất là nhanh cấp tốc để bạn nâng kho. Nhưng mà thôi, cái biện pháp này chỉ để cho những bạn nào có điều kiện về kim cương thôi. Thì cái biện pháp này Son không có khả năng. Bây giờ đây thì có một biện pháp mẹo nữa thì bây giờ các bạn hãy xem Son làm nha. Rất là nhanh các bạn, nhanh thứ nhì cái biện pháp. Rồi. Đây. Nhanh thứ nhì cái biện pháp nhớ kim cương. Đó. Đây là cái biện pháp. Các bạn thấy gì chưa? Đặc biệt cái nít phụ, mình thấy các bạn thấy lợi ích của nít phụ chưa? Đó. Chỉ cần thiếu cái gì ở nít chính, nhảy qua nít phụ đem treo cái lấy về 4 đúng không các bạn? 4. Rồi, 4. Rồi, xong. Nhảy qua nít chính lấy về nâng kho thôi các bạn. Rồi qua mình lấy về mình nâng kho rất là nhanh. Đây. Tính cái cách này là cực kỳ nhanh nha các bạn. Đó. Thấy chưa? Rất là nhanh. Rồi, thì bây giờ giây phút đăng quang của Son sẽ được bây giờ mình sẽ mở nha các bạn. Tên. Đó, cái pha mình nó sáng và nó rộng hơn một xíu nữa. Bây giờ Son xem coi. Bây giờ là Son được 4450 và khi Son nâng lên 4500 á thì nó sẽ cần yêu cầu là 108. Ba loại, mỗi loại 108 nha. Các bạn thấy tỷ lệ trên lệch nó rất là cao đúng không? Một cái thì 84, một cái thì có 1 thôi. Trên lệch rất là cao cho nên các bạn phải bảo hòa nó nha các bạn. Các bạn phải bảo hòa nó bằng cách cái nào các bạn thấy nó nhiều quá. Các bạn hãy xách đi đổi hoặc đi bán đi. Bạn đừng có để nó càng ngày càng nhiều. Mỗi khi mà nó nhiều lên á thì cái tỷ lệ nó ra sẽ nhiều hơn cái thằng ít. Như vậy cái thằng ít càng ngày nó càng ít, còn cái thằng nhiều thì càng ngày nó càng nhiều nha. Rồi, thì clip chia sẻ những cái mẹo mà để bạn nâng kho nhanh nhất có thể, khắc phục cái tình trạng nôn nóng của tất cả các bạn, đến đây cũng xin tạm dừng. Nếu các bạn thấy cái chia sẻ này của Son hay thì hãy cho Son một like và một comment. Nếu bạn không biết comment cái gì hãy để lại bình luận bên dưới. Chẳng hạn như là chữ A, chữ B, chữ C, hoặc là dấu chấm cũng được để giúp Son có tương tác để nó được đề xuất nha các bạn. Thì khi mà kênh Son được đề xuất thì Son sẽ thấy rất là vui, và như vậy thì Son sẽ có rất là nhiều động lực để ra nhiều thêm clip để phục vụ đến tất cả các bạn nha. Thì các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Son, cũng như là các bạn đăng ký kênh của Son rồi nhấn chuông. Khi nào mà Son đăng clip lên thì nó thông báo đến các bạn để các bạn vào xem, để các bạn cập nhật các thông tin game 2D hàng ngày cũng như là các mẹo chơi 2D nha các bạn. Rồi thì Son cũng xin tạm dừng và hẹn gặp lại các bạn ở trong clip sau. Bye bye các bạn.